tay trong tay thật chặt. Ông Kim và ông Trump cùng nhau vui vẻ dạo bước trên đường phố Singapore. Có lẽ đây là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất mà người dân tại đảo quốc sư tử từng được chứng kiến. Tôi rất ngạc nhiên và hào hứng, không thể nói nên lời. Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên không thể tin rằng họ đang ở đây. Thật ấn tượng là không có lực lượng an ninh đi cùng. Quả thật là do ngoại hình quá giống nên có lẽ phải nhìn kỹ một chút thì mới biết họ chỉ là bản sao của hai vị lãnh đạo nổi tiếng. Nhập vai ông Kim là một diễn viên có tên Howard X, còn bản sao của ông Trump là Dennis Allen. Họ trở nên nổi tiếng sau khi đóng giả hai nhà lãnh đạo và xuất hiện tại Olympic Pyeongchang hồi đầu năm nay. Sự xuất hiện của chúng tôi có lẽ đã khuyến khích ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đến đây. Tôi nghĩ rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến từ buổi gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo. Tôi có cảm giác tốt và nó sẽ làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa. Tuy nhiên, việc có ngoại hình giống hai nhà lãnh đạo nổi tiếng không phải lúc nào cũng là lợi thế. Hôm qua, bản sao của ông Kim Jong-un, anh Howard X đã bị giữ lại khoảng 2 tiếng đồng hồ khi tới sân bay Changi của Singapore để kiểm tra vì lý do an ninh. Họ khuyến cáo tôi không nên xuất hiện ở đảo Sentosa hoặc quanh khách sạn Shangri-La. Nhưng rất có thể tôi sẽ gặp các bạn ở Sentosa. Hai nhân vật này dự định tổ chức một cuộc gặp mô phỏng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng trong ngày 12 tháng 6 tại một khách sạn tự thuê ở Singapore.